Công ty chúng tôi có những dịch vụ buôn bán bảo hiểm 50 tiểu bang, cho vay bất động sản cơ sở thương mại 50 tiểu bang, mua bán nhà cửa ở California. Nếu quý vị cần đến dịch vụ, xin gọi điện thoại 925-595-5605. Email là vimxmy@gmail.com. Cảm ơn. Mến chào tất cả quý vị khán thính giả của VimMy Vlog. Hôm nay là ngày 16 tháng 2, 2024. 9 giờ 31 phút buổi sáng giờ California. Mình xin tóm lược bản tin hôm nay. Thì bản tin hôm nay là bắt đầu ngày hôm nay là ở San Jose, ngay cái Viện Bảo tàng Việt Nam Cộng Hòa và Thiền Nhân. Có một cái 3 ngày hội Tết ở đó, cũng như là có hai nơi nữa ở San Jose, một nơi là đường Story và một nơi nữa là đường Tule, là ba nơi chợ Tết trong cuối tuần này. Mời quý vị đồng hương đến đó tham dự đông đủ để vui chơi cũng như ủng hộ cho những ban tổ chức. Thì hôm nay là cái báo cáo, cũng cái báo cũ nhưng mà nó có một phần mới trong đó. Báo cáo của cố vấn đặc biệt Robert Hur của Bộ Tư pháp về Joe Biden đã làm dấy lên cảnh báo về tình trạng mất trí nhớ của Tổng thống. Đồng thời, người dẫn chương trình truyền hình lâu năm với tác giả sách bán chạy nhất là Bill O'Reilly nói với Newsmax hôm thứ Năm rằng đảng Dân Chủ không có lựa chọn thay thế ưa thích nào trước cuộc bầu cử tháng 11. Tại thời điểm này, họ không có kế hoạch B, O'Reilly nói với Eric Bollins, The Balance. Có vẻ như Michelle Obama không quan tâm đến việc này. Nếu có, cô ấy sẽ là người được đề cử. Nhưng từ những gì tôi nhận được, không có gì cho thấy người phụ này muốn tranh cử tổng thống, họ không còn nơi nào khác để đi. Hurt giải thích trong bài báo cáo phát hành ngày 8 tháng 2 sau khi điều tra việc xử lý các tài liệu mật của Biden rằng ông không có khuyến nghị buộc tội Biden 84 tuổi bởi vì tại phiên tòa ông Biden có thể sẽ trình diện trước bồi thẩm đoàn. Nhưng ông ấy đã làm trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi với ông ấy là không có người đàn ông lớn tuổi thông cảm, tốt bụng và có trí nhớ. Là ông Joe Biden có một người đàn ông lớn tuổi, ông là lớn tuổi mà tốt bụng, không có trí nhớ. Dựa trên những tương tác trực tiếp của chúng tôi và những quan sát về ông ấy là người mà nhiều bồi thẩm đoàn sẽ muốn xác định những nghi ngờ hợp lý. Thật khó thể thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng họ nên kết tội ông ấy. Lúc đó là một cựu tổng thống đã ngồi 80 tuổi về một trọng tội nghiêm trọng về đòi hỏi một trạng thái tinh thần sẵn sàng. O'Reilly cho biết đảng Dân Chủ đang ở vào tình thế khó khăn, tuy nhiên mặt khác, phe cấp tiến của đảng lại rất thích Biden nên điều đó có thể sẽ giữ anh ta ở lại. O'Reilly nói đây là một điều mà mọi người phải hiểu. Cánh tả tiến bộ điều hành đảng Dân Chủ muốn Biden, họ yêu cầu Biden, Biden làm mọi điều cho họ muốn. Họ không quan tâm liệu anh ấy có mất năng lực hay không. Họ không quan tâm nếu anh ấy không ra khỏi giường. Miễn là anh ấy tuân theo chương trình nghị sự tiến bộ, điều mà anh ấy thực hiện 100% thời gian, thì họ hài lòng với chúng và điều đó có lợi cho Biden. Tin liên quan chứ bà phó tổng thống Kamala. Loại bỏ Biden sẽ khiến đảng Dân Chủ rơi vào thế tiến thối lưỡng nan của Kamala, phó tổng thống Hoa Kỳ chiến dịch chính trị và vận động. Phó tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris trong một cuộc biểu tình chiến dịch First in the Nation tại Đại học bang Nam Carolina ngày 2 tháng 2 năm 2024. Orangeburg, Nam Carolina, phó tổng thống đang vận động tranh cử khắp tiểu bang trước cuộc bầu cử sơ bộ ngày 3 tháng 2. Larry Bell, bởi Larry Bell thứ hai ngày 12 tháng 2 tin từ ông đưa ra. Với việc các cuộc thăm dò sụt giảm và niềm tin của công chúng đối với Biden ngày càng trở nên trầm trọng hơn bởi các cuộc điều tra luận tội của Hạ viện Hoa Kỳ đối với việc gia đình ông rao bán ảnh hưởng nước ngoài và báo cáo của cố vấn đặc biệt Robert Hur ghi lại tình trạng lão si rõ ràng. Việc thay thế Joe Biden bằng một ứng cử viên 2024 không phải là phó tổng thống hiện tại của ông sẽ là một sự thừa nhận cởi mở đối với chính quyền của ông. Ví dụ, hãy nhớ lại khi
Nga Hòn, biên giới Kamala, tức là bà phó phó tổng thống kêu bằng bằng Sa Hòn. Harris được giao trách nhiệm giải quyết vấn đề trở thành vấn đề bỏ phiếu hàng đầu. Một cuộc khủng hoảng mở cửa biên giới phía Nam kể từ khi chứng kiến là hiện trường của một cuộc xâm lược thực sự, có hơn 10 triệu người chưa được kiểm soát, bao gồm cả những kẻ buôn bán tình dục khoảng 1.300 cá nhân nằm trong danh sách theo dõi khủng bố, và ước tính khoảng 1.8 triệu kẻ trốn chạy không rõ lai lịch. Nhiều người trong số họ đã vận chuyển ma túy chết người từ fentanyl. Sau đó hãy xem xét viễn ảnh xấu xí phải đối mặt hơn 4 năm nữa trong một người tương đối kém cỏi với tỷ lệ tán thành thấp nhất với bất kỳ phó tổng thống nào kể từ Dan Quayle năm 1990. Kết quả của một cuộc khảo sát trên blog 538 cho thấy tỷ lệ tán thành của Harris đã giảm từ 41.7% vào tháng 12/2023 xuống còn 36.3% vào đầu tháng Giêng. Tương tự như một thăm dò của Los Angeles Times vào tháng 12 cho thấy chỉ có 39% cử tri đã đăng ký có cái nhìn tích cực về thành tích của Kamala, 55% không thuận lợi, kém 16 điểm. Con số này tương quan chặt chẽ với đánh giá trong cuộc thăm dò của Biden là 41% thuận lợi và 56% không thuận lợi. Mức thâm hụt tán thành thành 15% trên quỹ đạo có xu hướng đi xuống nhanh chóng. Một cuộc khảo sát của Đại học Monmouth vào tháng 12 cho thấy Biden chỉ có tỷ lệ tán thành 34%, 61% không tán thành, giảm 20% điểm phần trăm so với mức cao nhất 54% vào tháng 4/2021. Harris cũng có hành vi tương tự như sếp của cô gần đây, cho thấy 35% tán thành và 57% không tán thành. Được các đảng viên đảng Dân Chủ đặc biệt quan tâm, Biden chỉ nhận được 24% tỷ lệ tán thành từ những người độc lập, giảm 14% kể từ tháng 7. Với cuộc thăm dò của Mabo vào tháng 3/2023 cho thấy ông và Harris mỗi người chỉ nhận được thứ hạng tích cực từ khoảng 1/3 trong hạng mục này. Tuy nhiên, đừng bắt đầu và mong đợi Kamala Harris sẽ được ưu tiên trên một cách thò mình trong bổ nhiệm cô vào chức vụ phó tổng thống với tư cách là người kế nhiệm được cho là có quyền lợi của Biden. Ví dụ như cô gắng thực hiện mọi cuộc chuyển đổi sơ bộ tại hội nghị đảng Dân Chủ đề cử Michelle Obama, người có cùng thông tin xác thực, ma trận hợp kiếm về giới tính chủng tộc. Bất kỳ nỗ lực đi tắt đón đầu vào năm nay thay thế cho Kamala bằng Michelle sẽ loại bỏ gần như mọi lập luận của đảng Dân Chủ rằng việc Joe Biden bị loại bỏ tấm vé liên quan đến lý do tuổi tác và sức khỏe. Thay vào đó, nó sẽ nêu bật sự công nhận của công chúng đối với những thảm họa của chính quyền Biden và Harris, sự thất bại ở A Phú Hãng COVID-19 và dẫn đến việc đóng cửa hàng loạt xã hội tôn giáo, kinh doanh và trường học. Và đừng quên bổ sung thêm lạm phát hoành hành và quan cảnh xâm lược biên giới phía Nam khủng khiếp. Sau đó còn có vấn đề chủng tộc tế nhị bằng chính trị trong nhiệm kỳ Thượng viện Illinois của Barack Obama và Michelle đứng đầu chương trình bán phá giá bệnh nhân tại Hiệp hội Y tế Southside of Chicago, với sự tham gia của một nhóm cố vấn đã tư vấn cho những bệnh nhân da đen có thu nhập thấp không có lợi nhuận rằng họ sẽ có cuộc sống tốt hơn ở các bệnh viện khác và phòng khám, thậm chí còn cung cấp dịch vụ đưa đón bằng xe bus đến các trung tâm khác. Cái này là liên quan tới bà Michelle Obama với lại Tổng thống Trump. Michelle Obama có phải là mối đe dọa đối với Trump? Michelle Obama có phải là mối đe dọa với Tổng thống Trump? Thế nhờ bà có, nếu bà ra tranh cử thì đối với Tổng thống Trump có đe dọa hay không? Cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama tại lễ tưởng niệm cựu đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter tại nhà thờ Giám lý Thống nhất Glenn Memorial ở Đại học Emory vào ngày 28/11/2023, Atlanta, Georgia, Rosalynn Carter chỉ có một người có thể ngăn cản Donald Trump giành chiến thắng trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Với việc Biden đang tập trễn theo đuổi nhiệm kỳ thứ hai, các vụ bê bối của ông ngày càng gia tăng theo mọi hướng. Đảng Dân Chủ có thể nhử mồi và chuyển hướng vào phút cuối. Họ có thể để Biden xếp các
đại biểu trong các cuộc bầu cử sơ bộ về cơ bản không có tranh chấp, chỉ có thể là họ đã đến trước đại hội toàn quốc để đề cử Michelle Obama bằng sự tung hô. Chỉ bằng một động thái, tất cả những tiêu cực của Biden đều trở nên không liên quan và sự chậm chạp dường như về mặt tinh thần của ông ấy không còn quan trọng nữa. Đảng Dân Chủ có thể thay đổi cuộc chơi này ngay lập tức bằng cách chuyển từ Biden sang Michelle. Với một cuộc thăm dò đều cho thấy Trump chiến thắng và có và việc Biden hiện nhận được tỷ lệ tán thành thấp nhất so với bất kỳ tổng thống nào kể từ George Bush. Trong những ngày cuối cùng của ông, 33%, các nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ biết rằng họ phải loại bỏ Biden để có cơ hội để thắng. Nhưng việc tiêu diệt chim hải âu Biden có thể không thể dễ dàng. Tổng thống, phó tổng thống Kamala Harris, người thay thế rõ ràng, thậm chí còn kém cỏi hơn Biden, và các cuộc khảo sát cho thấy bà còn thua Trump với tỷ số thậm chí còn lớn hơn. Nhưng nếu đảng Dân Chủ cố gắng vượt qua Kamala và ủng hộ một ứng cử viên da trắng như thống đốc Gavin Newsom, cộng Dân Chủ của California, họ sẽ phải đối mặt với sự phản đối kiên quyết và khó chữa từ người da đen. Thật khốn kiếp nếu họ làm như vậy, là thật khốn kiếp nếu họ không làm như vậy. Obama, Michelle sẽ có câu trả lời dễ dàng. Nổi tiếng và được cho là phi chính trị một cách kỳ lạ, cô ấy có thể tranh cử dựa trên tên tuổi và hồ sơ của chồng mình, trong khi những bình luận của riêng cô ấy cho thấy một sự mâu thuẫn thực sự và thậm chí hấp dẫn về việc tranh cử. Cô ấy có thể giành được sự ủng hộ của quần chúng bằng cách giả vờ rằng cô ấy đang được chọn làm người duy nhất có thể cứu nền dân chủ Mỹ và bằng cách đánh bại ông kệ Donald Trump. Tổng thống Barack Obama đã có một buổi biểu diễn trực tiếp hấp dẫn kể từ khi rời nhiệm sở, và thời điểm này không có vụ bê bối nào làm hé hố tên tuổi của anh. Mặc dù thành tích kinh tế của Obama là bị chỉ trích nhiều, nhưng nó vẫn tỏa sáng khi anh so sánh với thành tích của Biden. Di sản nổi bật của những năm Obama là chúng ta sống sót sau một cuộc khủng hoảng toàn cầu có thể khiến đất nước chúng ta sụp đổ. Trong một hành vi tự xử lý độc nhất, rõ ràng là trắng trợn của phó tổng thống đã làm hoang ố hồ sơ của Obama. Barack, với tư cách là ông chủ của ông, người dường như đã sơ suất cho phép điều này, thì hình ảnh của ông rất rõ ràng và ông dường như đã tránh dính líu đến vụ tham nhũng có mục đích của phó tổng thống. Ảo ảnh về Michelle Obama có thể là một sự tương phản rõ ràng với những mối nguy hiểm được cho là của nhiệm kỳ tổng thống Trump. Đảng Cộng Hòa và những người bảo thủ phải chuẩn bị cho tình huống cuối cùng là Michelle Obama không phải là Joe, người mà chúng ta sẽ phải đối mặt vào tháng 11. Chúng ta không được để việc ứng cử của bà ấy lan truyền một cách bí mật để chỉ rồi được người dân Mỹ tung ra vào phút cuối. Chúng ta không thể để việc ứng cử của cô ấy có vẻ là một phản ứng chân thành, khiêm tốn trước mối đe dọa quốc gia về sự trở lại của Trump. Chỉ bằng cách cảnh cáo mọi người về sự ngạc nhiên của đảng Dân Chủ có thể đã sắn tay áo, chúng ta mới có thể giảm bớt tác động của nó. Michelle Obama sẽ đối mặt với một số trở ngại quan trọng đối với việc ứng cử vào phút cuối. Việc trở thành ứng cử viên tổng thống của người da đen khó hơn rất nhiều so với trước khi sự phân cực của chủng tộc hiện nay trở lên cực đoan. Ví dụ năm 2008 và 2012 khi Barack Obama giành chiến thắng, một ứng cử viên da đen đã không phải giải quyết vấn đề về bồi thường cho chế độ nô lệ, hiện được một số lượng đáng kể người da đen đưa lên vị trí trung tâm và dẫn đầu. Một ứng cử viên như vậy không phải là đối mặt với lý thuyết của chủng tộc về phê phán và vai trò của nó trong việc làm ô nhiễm giới trẻ của chúng ta bằng sự cố chấp phân biệt chủng tộc. Hồi đó, di sản của sự ủng hộ bình đẳng của mục sư tiến sĩ Martin Luther King Jr. đã đoàn kết cả nước. Tuy nhiên, ngày nay việc thay thế đó bằng công bằng, tức là sự ưa thích của người da đen, đã gây ra sự chia rẽ sâu sắc. Một cách mạng Wolf đã xác định lại tác giả định quyền truyền thống của chúng ta về tội phạm. Đến mức giờ đây, mỗi ứng cử viên đảng Dân Chủ da đen phải đưa ra quan điểm về các chính sách không bảo lãnh tương đương với một hình thức bắt thả và trong nước. Làn sóng nhập cư bất hợp pháp dưới thời Biden đã đưa sự tôn nghiêm của biên giới của chúng ta trở thành tâm điểm như một vấn đề chính trị, khiến mọi người đang trở nên khó khăn hơn đối với một ứng cử viên đảng Dân Chủ thiểu số. Vì vậy, chúng ta có thể đánh bại Michelle Obama, nhưng chúng ta không được đợi bà ấy đến với chúng ta. Chúng ta có thể phải đánh bại bà ấy bằng cách suy đoán về khả năng ứng cử của bà ấy.
trước công chúng ngay bây giờ. Đây là lời của ông Dick Morris, là cựu cố vấn tổng thống nhà tổng thống. Liên quan đến Nga, cơ quan quản lý nhà tù Nga cho biết Alexei Navalny, lãnh đạo phe đối lập nổi tiếng nhất của Nga, đã qua đời hôm thứ Sáu sau khi gục ngã và bất tỉnh tại trại giam phía bắc vùng Bắc Cực, nơi ông đang thụ án tù dài hạn. Navalny, 47 tuổi, đã trở nên nổi tiếng hơn trong một thập niên trước khi chỉ trích Tổng thống Putin và giới thượng lưu Nga, và ông cáo buộc tham nhũng, hám lợi và xa hoa. Cơ quan nhà tù liên bang của khu tự trị Yamalo-Nenets cho biết trong một tuyên bố rằng Navalny cảm thấy không khỏe sau khi đi dạo tại trại giam hình sự. Cách khoảng Moscow khoảng 1.200 dặm về phía đông bắc. Anh ấy bất tỉnh gần như ngay lập tức. Có nói bất đây là cái bình thường, chống lại ông Putin thì chết đột ngột là bình thường từ xưa tới nay rồi. Thì ông này đáng lẽ là không nên đi về nước đó. Ông về thì bây giờ ông chết rất là uổng. Một tổ chức giám sát phiếu bầu bảo thủ rằng có nhiều câu chuyện hơn những gì được đề xuất với những tuyên bố gần đây cáo buộc nhóm này không có bằng chứng hỗ trợ cho các cuộc bắt buộc về việc nhét phiếu bầu bất hợp pháp được cho là đã xảy ra tại tiểu bang Georgia. The True Vote có trụ sở tại Texas đã đệ trình một số khiếu nại với Ngoại trưởng Georgia Brett Rasmussen vào năm 2021, trong đó có một khiếu nại, trong đó nhóm tuyên bố có tài khoản chi tiết về các nỗ lực phối hợp nhằm thu nhập và gửi phiếu bầu cho các hộp bỏ phiếu trên khắp Metro Atlanta trong tháng 11 cuộc bầu cử năm 2020 và cuộc bầu cử Thượng viện tháng Giêng 2021 tiếp theo. Người sáng lập là và chủ tịch là True of the Vote, Catherine Engelbrecht, cho biết nhóm đã tìm cách đưa những người vấn đề mà họ phát hiện ra cho các cơ quan có thẩm quyền để điều tra. Nhóm không bao giờ mong đợi mình sẽ nhận được sự trách đòi hầu tòa vì ra gây lo ngại cho khả năng gian lận cử tri. Năm ngoái, thẩm phán tòa án thượng thẩm Fulton Atlanta đã ký lệnh yêu cầu True the Vote cung cấp bằng chứng và họ tuyên bố đã thu thập, bao gồm tên của những người là nguồn tin thông tin cho các quan chức bầu cử tiểu bang. Trong khi các luật sư của nhóm cho biết họ không có tên hoặc bằng chứng tài liệu bổ sung để chia sẻ, Engelbrecht nói rằng điều đó không có nghĩa là nhóm không cung cấp bằng chứng hỗ trợ cho các cáo buộc của mình như được đề xuất trong một số báo cáo. Đó không chỉ là câu nói hay là câu hỏi có hay không, cô nói. Engelbrecht cho rằng nhóm đã cung cấp nhiều hơn những gì cần thiết để các quan chức bầu cử tiến hành cuộc điều tra của riêng họ. Cô lưu ý rằng những nhóm cung cấp hơn 6.000 tài liệu và thông tin thiết bị về di động, không gian địa lý từ hơn 200 thiết bị để hỗ trợ cho tuyên bố của mình. Engelbrecht nói không có sự thừa nhận nào về những gì đã được cung cấp. Khi nói đến việc cung cấp dữ liệu bổ sung, cô cho biết nhóm có thể không còn sở hữu những gì được yêu cầu vì họ đã thuê các nhà thầu bên ngoài thu thập dữ liệu. Engelbrecht cũng lưu ý rằng đội ngũ lớn mà nhóm của họ vào năm 2020 không còn làm việc trong dự án nữa. Cô nói thêm rằng các sẽ mất thêm thời gian, chi phí rất lớn để đánh giá xem nhóm có thể chuyển tài liệu nào mà không vi phạm các yêu cầu của bảo mật. Bằng cách gây chú ý đến các tuyên bố thu nhập phiếu bầu, cô cho biết nhóm dự báo chưa bao giờ có ý định thực hiện công việc thực thi pháp luật. Engelbrecht nói chúng tôi chỉ có thể đi xa đến thế. Công việc của chúng tôi không bao giờ là vạch mặt những người này. Khiếu nại của True the Vote cho biết các nhà điều tra của họ đã nói chuyện với một số cá nhân về kiến thức và cá nhân phương pháp tổ chức liên quan đến cuộc buôn bán phiếu bầu ở Georgia. Thì bây giờ đưa ra thì cỡ như xong rồi, năm 2020 bây giờ cỡ như xong rồi, không có còn làm việc hữu hiệu nữa. Các báo cáo tình báo mới cho thấy Nga đang phát triển vũ khí hạt nhân chống vệ tinh trên không gian có thể gây ra mối đe dọa quốc tế, không gây ngạc nhiên cho các chuyên gia vũ trụ. Những người đã gióng lên tiếng hồi chuông cảnh báo rằng mối đe dọa lớn tiếp tục có thể đến từ phía trên. Một báo cáo gây chấn động được công bố hôm thứ Tư tuyên bố rằng Moscow có kế hoạch đưa vũ khí hạt nhân vào không gian, một diễn biến đáng báo động về vũ khí hóa học không gian.
thì liên quan tới ông Donald Trump. Donald Trump đã dẫn đầu một loạt chỉ trích chống lại quận Fulton, Georgia, biện lý quận Fannie Willis, người đã có lời khai trong phiên điều trần hôm thứ Năm về hành vi sai trái bị cáo buộc của bà ấy, gây ra một làn sóng phản ứng, trong đó cựu tổng thống Donald Trump khẳng định trò chơi kết thúc. Ngày hôm qua là đang xử rồi, bây giờ ngày hôm qua đã xử rồi, ngày hôm nay là đang tiếp tục xử đó. Bà ta rất là lúng túng, và hai người, một người à bà với lại người tình là rất lúng túng trong cái cuộc làm chứng để khai ở trước tòa. Một nhà lập pháp và gọi lời khai của Willis là một cuộc khủng hoảng lịch sử. Willis bị đặt vào thế phòng thủ trước khi mối tình lãng mạn được thừa nhận của cô với Nathan Way, người đàn ông mà cô bổ nhiệm làm công tố viên hàng đầu trong vụ án hình sự chống lại Trump ngay tại phòng xử án mà cô xuất hiện hôm thứ Năm. Vấn đề là khi mối quan hệ lãng mạn của Willis với Way bắt đầu, một nhân chứng là bạn cũ của Willis cho biết mọi chuyện bắt đầu từ 3 năm trước khi cả hai tuyên bố thẩm phán sẽ quyết định xem việc loại Willis và quay ra khỏi việc truy tố vụ án có đủ điều kiện hay không. MSNBC vừa tuyên bố kết thúc trò chơi đối với vụ giả mạo Fannie Willis ở Georgia, một vụ lừa đảo khác đối với vụ nhà trắng Biden nhằm mục đích can thiệp bầu cử. Trump đăng tên là Truth Social. Chủ tịch tư pháp Hạ viện Jim Jordan, Cộng hòa Ohio, người đang mở cuộc điều tra về việc liệu văn phòng của Willis có sử dụng quỹ liên bang để truy tố Trump hay không, nói không nên dùng tiền thuế của bạn để trả cho Will Fannie Willis và Nathan Way để thực hiện một vụ kiện kỳ nghỉ. Jordan đăng trên West và chúng chắc chắn không nên sử dụng để nhằm vào đối thủ chính trị của họ, Tổng thống Donald Trump. Dân biểu Majority Taylor Greene, Cộng hòa ở Georgia cho biết Willis nên bị điều tra hình sự. Đây chính xác là lý do tại sao tôi nộp đơn khiếu nại đạo đức chống lại Fannie Willis và Nathan Way. Fannie Willis thừa nhận cô ấy không có bằng chứng nào cho thấy cô ấy đã hoàn trả cho Nathan Way những kỳ nghỉ xa hoa của họ, nhưng lại trả tiền thuê nhà qua một ứng dụng, Green nói trong một bài đăng ở X. Và điều này, dân biểu Andy Biggs, Cộng hòa Arizona, công bố công tố viên Trump Fannie Willis đã đốt tiền đóng thuế của bạn vào những kỳ nghỉ xa hoa. Đạo luật của tôi, đạo luật Willis cấm các quỹ liên bang được trao cho văn phòng DA của bà ấy và yêu cầu văn phòng hoàn trả lại các quỹ liên bang. Bây giờ sẽ là thời điểm tuyệt vời để thông qua nó, anh ấy đã đăng trên X. Mọi người phụ trách quyền chuyên mục của CNN nói rằng Willis và Way cần phải bước sang một bên. Willis tỏ ra rất khó chịu và tức giận trước câu hỏi của luật sư bào chữa Ashley Merchant. Quay người đã làm chứng trước Willis thừa nhận là quan hệ tình dục với Willis trong thời gian anh ly thân với người vợ ghẻ lạnh của mình, mặc dù anh đã tuyên bố trong đơn ly dị hôn rằng không phải như vậy. Fannie Willis cho mùa mới của những bà nội trợ thực sự Atlanta Megan McCain châm biếm. Willis sẽ trở lại vào ngày thẩm vấn thứ hai và thứ sáu. Lời khai hôm thứ Năm của cô ấy đã được dân biểu Matt Gaetz, Cộng hòa Florida đóng khung theo cách đây. Thì ngày hôm qua là mình có đưa cái video clip ngắn lên khi mà phỏng vấn cô luật sư cũng như quan tòa hỏi bà Willis cũng như ông Nathan Way đó, hai người rất là lúng túng, chối rồi lại nhận. Bà ta nói là bà ta trả tiền cho cái ông Nathan Way khi mà ông ta mua vé máy bay rồi chi phí đó, hỏi có trả tiền bằng cái gì, bà nói bà trả tiền mặt. Bà đem số tiền mặt nhiều như vậy, đi như vậy, và bà nói khi mà hỏi tòa với lại luật sư hỏi là tiền bà để ở nhà như vậy, thì bà nói là bà để ở nhà tiền mặt là rất là nhiều, cũng như bà kêu gọi người Mỹ nên để tiền ở nhà rất là nhiều, trong lúc bà là một công tố viên hàng đầu, tiền mặt không có để ở nhà, vậy đi du lịch mà ôm một cọc tiền đi là điều vô lý. Bà trả lời nhưng mà không có bằng chứng gì cả, tiền mặt thì làm sao mà bằng chứng được. Tin liên quan đến Do Thái, ông Netanyahu đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về vụ ám sát ngay từ đầu do lực lượng an ninh Do Thái bất cảnh giác, bất chấp thông tin tình báo rằng Hamas đã lên kế hoạch tấn công trong 2 năm. Phản ứng của ông trước vụ thảm sát đã bị chỉ trích, cũng như việc ông không thể giải thoát toàn bộ 240 con tin ban đầu. Anh ta cũng đã chờ đợi nhiều ngày để được gặp gia đình các nạn nhân con tin. Thì bây giờ ông Netanyahu thì cũng hơi rắc rối với lại người dân ở trong nước cũng biểu tình chống để đòi trả lại những con tin, thì bây giờ Hamas thì nó lợi dụng cái đó để mà nó nắm những con tin tiếp tục nữa. Tin liên quan tới Iran để đòi lãnh thổ thêm. Iran đã đòi quyền lãnh thổ ở Nam Cực, bao gồm cả kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự ở đó. Điều này sẽ vi phạm hiệp ước quốc tế.
Chủng đô đốc Shahram Arani, tư lệnh hải quân Iran, cho biết nước ông có quyền sở hữu đối với Nam Cực và cam kết treo cờ Iran ở đó. Bình luận của ông đã được tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Iran Channel 1 vào tháng 9 và được dịch bởi Viện Nghiên cứu Truyền thông Trung Đông có trụ sở tại Washington DC. Iran nói về Nam Cực như bạn biết, những bãi biển tuyệt đẹp ở Makhan kết nối chúng tôi với Nam Cực. Chúng tôi có quyền sở hữu ở đó và chúng tôi có về công chúng. Kế hoạch của chúng tôi là kéo qua cờ ở đó, Insharat, nếu Thánh Allah muốn. Arani cho biết căn cứ này sẽ là hoạt động chung giữa quân đội và các nhà khoa học. Ông nói, không chỉ trong công việc quân sự mà cả công việc khoa học cũng như cần thiết thực hiện. Các nhà khoa học của chúng tôi đang sẵn sàng cho một hoạt động chung bao gồm nỗ lực của tất cả người dân, tuân theo chỉ dẫn của lãnh đạo của chúng tôi, Isala. Khi được hỏi liệu ông có hứa Iran sẽ xây dựng căn cứ lâu dài ở Nam Cực hay không, ông trả lời, Isala, tức là thượng đế của ông. Tổng thống có 56 quốc gia thành viên của Liên Hợp Ước Nam Cực, có hiệu lực từ 1961, bao gồm Mỹ, Nga, Trung Cộng, nhưng không có Iran. Hiệp ước nêu rõ không có hành động hoặc hoạt động nào diễn ra trong khi hiệp ước hiện tại đang có hiệu lực sẽ tạo ra cơ sở để khẳng định, hỗ trợ hoặc từ chối yêu sách về chủ quyền lãnh thổ ở Nam Cực, hoặc tạo ra bất kỳ chủ quyền nào cho Nam Cực. Không có mới yêu sách hoặc mở rộng yêu sách hiện tại để chủ quyền lãnh thổ Nam Cực sẽ được khẳng định trong khi hiệp ước hiện tại không hiệu lực. Theo hiệp ước này, 7 trong số 12 bên ban đầu của hiệp ước Argentina, Úc, Chile, Pháp, New Zealand, Na Uy và Vương quốc Anh đã có yêu sách lãnh thổ đôi khi chồng chéo, nhưng các quốc gia khác không công nhận chúng. Mỹ và Nga duy trì cơ sở. Yêu sách nhưng tất cả các quan điểm đều được bảo vệ tại điều 4 hiến pháp, điều 4 của cái luật ở Nam Cực. Bà Fanny Willis ngày hôm qua bắt khai tới tòa đó là cái ông Nathan Way mua giấy máy bay rồi lo cho bà đi chơi những cuộc du hí đó. Thì bên tòa cũng như bên luật sư hỏi thì bà ta nói là bà có trả tiền lại cho ông Nathan Way không? Bà nói bà có, bà là rút tiền ra, bà đem tiền theo để bà trả, cũng như là tiền là bà để ở nhà rất là nhiều. Tuy nhiên hỏi bà rút tiền từ đâu ra thì cái tiền đó không có, không có cái thời gian hay là rút từ đâu ra cả, thì cái tiền đó từ đâu? Đặt cái câu hỏi. Và cũng như là quan tò nói, cũng như là luật sư bên hỏi bà thì có cái sự ngoại tình trước khi ông Nathan Way ly dị hay không, thì bà nói không có, nhưng mà người bạn thân của bà đó cùng làm việc trong văn phòng thì nói hai người đã ôm nhau hung nhau, bà bạn thân đó chứng kiến làm chứng là 2019 là trước cái thời gian của ông Nathan Way mà ly dị bà vợ của ông. Thì đó là cái sự gian dối. Cũng như là ông Nathan Way lúc đầu thì ông chối ngọc ngờ, sau đó thì ông khai sự thật ông có hết những cái làm tình với bà ta đi chơi rồi những chi phí, và ông cũng mua vé máy bay cho bà, cũng như bà cũng mua vé máy bay cho ông đi đến tiểu bang Florida để mà đi du hí bên đó. Xin mời quý vị xem cái clip của bà trả lời trước tòa. I took out a large amount of money on my first campaign. I kept some of the cash of that. I took out a large amount of money on my first campaign. I kept some of the cash of that. Kept some of the cash of that. Like, to tell you, I just have cash in my house. I don't have as much today. Then he tells me how much it is, and I give him the money back. I don't, just like you're asking me about the money with Robin, I don't do my friends like that. So if you tell me it's a G, then you're going to get $1,000. Whatever it is, I didn't ever make him produce receipts to me. Whatever he told me it was, I gave him the money back. Is it? The characterization. I'm not going to emasculate black man, but I'm just telling you. I'm sorry, what? I'm not going to emasculate a black man. Did you understand that? All right, well, I don't think we should. Mr. Seda? He also said that he was a world traveler and had been on many of the continents. And the six. Have you been on any of those continents with him?
Besides this one. Where's Belize? What continent is that? I'm not being funny. I don't know. Let's say with the exception of Belize with him. I've been to the Bahamas with him. I've been with Aruba with him. Don't embarrass me. I'm not sure what continents those are on. Whatever continents those are, that's where I've been. I'm sure if I gave some thought, I would tell you. But whatever continents those are, that I've been to those locations, sir. Bà Fanny Willis thì bà trả lời trước tòa, lúc mà bà trả lời bà đóng giọng bà la hét lên. Bà như là cái người mà kiểm soát cái quan tòa đó, thì ông quan tòa ông không có cho bà nói chuyện. Ông nói bà ta phải suy nghĩ cả 5 phút để suy nghĩ lại trước khi trả lời tiếp tục. Bà ta mất bình tĩnh sau khi những cái câu hỏi của bên luật sư để hỏi bà ta cũng như là quan tòa. It is a lie. Mr. Sena, thank you. We're going to take 5 minutes. Thanks. We'll be back in 5. Đây là cái người tình của bà Willis và ông Nathan Way, thì ông có nói, ông xác nhận là ông có nói láo với tòa án trong cái vấn đề ly dị của bà vợ ông. Thì trước tòa xin mời quý vị xem cái video clip ông trả lời trước tòa. Period of separation, which includes up to May the 30th of 2023, isn't that correct, sir? My answer to this interrogatory is none. It's no. So you're saying that you did not have sexual relationships with anyone outside of your marriage, and the period of separation is during the period that you're answering the question to this interrogatory, correct, sir? I'm saying during the course of my marriage, I did not have sexual relations to anyone, and this answer's no. Well, again, Your Honor, I understand. You can proceed, Mr. Chairman. We need a yes or no. Let's just get down to it. Did you or did you not, by May the 30th, 2023, have had sexual relations with Miss Willis, yes or no? Yes or no? Yes. Okay. Now, what you did is you answered no to that question, did you or not, correct? I didn't answer no to the question you just asked. I answered no to the interrogatory question. And the interrogatory stands that you answered as a pleading in a civil proceeding, your divorce case, right? Yes. Now, excuse me. The next interrogatory. Thì tòa hỏi ông có ngoại tình trong lúc ông có hôn nhân hay không, thì ông nói láo, ông nói không có, thì tới chừng ra thì ông có, thì ông xác nhận có lại, ông tự nói láo mâu thuẫn với nhau đó. Thế nhưng ông lại bà là Willis là hai người đã ngoại tình trong lúc ông có cái hôn nhân với lại bà vợ ông ta trước khi ly dị. Đây là người đàn ông cao nhất thế giới hiện nay, ông ta cao là 8 feet 2 inch. 8 là ông ta đang đi, mà cao quá mà đi cũng không được, cũng phải chống gậy lại nhờ người đỡ đi. Chắc cao quá là nó không có cân bằng được á. Xin mời quý vị anh chị em xem. Đây là những người nông dân ở bên Đức á, họ chống đối biểu tình vấn đề thực phẩm ở bên Ukraine bán qua rồi nó phá giá này nọ đó, thì cái nước Đức cũng như bên Âu, tóm lại Âu Châu cũng như Pháp rồi, thì những người dân họ phản đối tại vì ưu tiên cái giá cả, thành là người dân ở trong nước nội địa không có bán được. Thì cảnh sát đã chống lại người dân cũng như là xịt hơi cay để mà chống lại những người biểu tình. Đây là cái video mà của trạm không gian nó quay lên của cái chiếc phi thuyền của Elon Musk bay lên ngày hôm nay đó.
Mời quý anh chị em xem. Đây là từ bên Mỹ thì cơ họ nhìn lên, phía biên giới thì cơ họ nhìn lên.